Xin kính chào tất cả quý khách hàng, các cô chú và các anh chị em đã đến với kênh của em Hồng Thanh Hàng Thùng. Xin kính chúc tất cả quý khách hàng có một buổi xem video thật là vui vẻ. Các anh chị cô chú đang theo dõi video của em Thanh, vui lòng bấm đăng ký kênh để mình không bỏ lỡ các video của em ạ. Còn quý khách hàng cần đặt hàng, vui lòng liên hệ qua số hotline hoặc Zalo của em Thanh trên màn hình 0832 62 5789 để em gửi hàng. Hôm nay thì em Thanh lại lên tiếp tục mã quần tây nhá. Tất cả quần nhà em, quần tây này thì đều là quần của Nhật. Và nó là quần để dành cho các anh các chú mình mặc văn phòng, mình mặc công sở, cho nên là đảm bảo nó cực kỳ sạch sẽ và độ mới cao đó. Và không để các anh các chú chờ đợi lâu nữa, em Thanh sẽ vào các sản phẩm. Hôm nay thì em sẽ miễn phí ship giao hàng toàn quốc khi các anh các chú đặt hàng. Có trong trường hợp mà mình có đặt nhưng mình không nhận thì vui lòng thanh toán phí ship 30 ngàn giúp em ạ. Hôm nay em lên tiếp mã T50, bụng 84, dài 99 và ống 21. T50, bụng 84, dài 99 và ống 21 ạ. Một em màu xanh than anh các chú ơi. Đấy, cái này thì cái chất của nó là cái bề mặt của nó ấy, nó là như kiểu là mặt dạ luôn, nó kiểu chất dạ cho nên nó hơi hơi giờ cảm giác nó hơi nhám một xíu đó. Độ mới cực kỳ cao nhé các anh các chú. Anh các chú có thể phần nhìn phần mông của nó này. Con này thì nó không, sẽ không có ly, không có ly ở phía đằng trước bụng này, phù hợp với những chú mà kiểu mình thích mặc sơ vin mà nó cái phần mông phần hông nó rất là gọn ấy đó. Con này nó là như thế ạ. Và túi mổ ở phía đằng sau có một bên là có cúc, một bên không. Kiểu dáng thì nó cơ bản như thế thôi. Đây ạ. Mã của nó đây. Mã T50. Mã T50 ạ. Bụng 84, dài 99 và ống 21. Giá là 280.000 anh các chú nhá. 280.000. Một con quần màu xanh than. Độ mới cực kỳ cao. D50. Em lên mã T51, màu ghi đậm anh các chú ạ. T51 này, bụng 86, dài 96 và ống 25. Bụng 86, dài 96 và ống 25. Con này thì ống nó khá là rộng đấy ạ. Màu ghi anh chú, con này chất nó siêu đẹp luôn ấy. Nó dày dặn cực kỳ luôn. Em cảm giác là cái chất này nó hợp với lại nó là may cùng theo cái áo vest luôn. Đẹp lắm các anh các chú ạ. Này, phía bên trong của nó đây các anh các chú ơi, phần cạp nhá. Cái này thì cái gấu của nó còn khá là dài. Các anh chú mà mình về nó bị hơi ngắn một xíu thì mình có thể hạ được khoảng tầm 3 ly nữa các anh ạ. À, 3 cm nữa các anh chú ạ. Đây. Chất cực kỳ đẹp luôn. Màu này cũng dễ mặc nữa. À, cái màu ghi như thế này thì phù hợp với đấy. Mặc áo màu gì cũng đẹp luôn, màu trắng, màu đen, áo kẻ nhá các anh chú. Ống thì nó hơi rộng. Ống nó hơi rộng phù hợp với những chú mà mình thích mặc kiểu dáng quần ống đứng, ống suông ấy. Đó. Mã T51 ạ. À. Bụng 86, dài 96 và ống là 25. Em này có giá là 300.000. 300.000 nhá. Chất cực kỳ dày dặn đấy ạ. Và cũng không bụng đấy ạ. Nó cũng không có ly ở phía trước này nhá các anh chú. Túi chéo này. Con này em nghĩ là chắc nó đi cùng với lại áo vest các anh chú ạ. T51. Bụng 86, dài 96 và ống 25. Giá 300.000, màu ghi đậm. Mã T52, bụng 96, dài 95 và ống 21. Bụng 96, dài 95 và ống 21 anh chú ạ, màu xanh than. Chất nó nhẹ thôi, chất nó cực kỳ nhẹ và nó có xếp ly này. T52 đây ạ. Chất này thì mặc mùa hè thì cực kỳ thích luôn. Và cái phần ống của nó đây. Cái này hạ xuống được rất là nhiều luôn. Mã T52, bụng 76, dài 95 và ống 21. Giá là 250.000 anh các chú nhá. 250.000, màu xanh than. Những cái quần tây này thì màu nó cũng rất là nhã nhặn anh các chú ạ. Mã T53, bụng 96, dài 91 và ống 24. Bụng 96, dài 91 và ống 24. Đây, cái đây ạ, bụng 96 dài 91 thôi. Cái này thì mình hạ xuống được cả 5 phân nữa, thoải mái các anh các chú ơi. Cái này dành cho những chú bụng bự đây ạ. Con này là quần kẻ nhá. Nền màu đen này, có kẻ này các anh chú, cực kỳ đẹp luôn. Xếp ly, phân xếp ly để mình mà các anh chú và mình có phần hông của mình bụng to này, hông to ấy thì mặc những quần như thế này, đáy nó cũng khá là dài các anh chú ạ. Con này đáy dài. Đây, phía bên trong cạp của nó. Mã T53, và bụng 96, dài 91 và ống 24. Con này có giá là 250.000 anh chú nhá. 250 ạ. T53. Độ dày vừa phải,
chất cực kỳ đẹp luôn. Mã T54, bụng 82 đến 94, dài 100 và ống 22. Ôi, con này chất cực kỳ đẹp và nó có dây tăng chỉnh ấy các anh các chú. Này, vó có tăng đưa được. Đây nhá các anh các chú. Đang ở để bụng nhỏ như thế này, khi mà các anh em mặc bụng to hơn ấy thì mình chỉnh ra kéo ra như thế này, rất là đơn giản, dễ chỉnh lắm. Bọn Nhật nó làm cực kỳ thông minh luôn đúng không ạ? Màu đen nha anh nha chú, chất nó rất là đẹp luôn này, chất nó suôn ấy. Đấy, nó suôn đẹp lắm các anh nha chú ạ. Và cái phần ống của nó đây còn rất là dài. Đó, và nó có một cái miếng đáp ở phía đằng sau gót chân mình này để nó không bị quăn, bị sờn cái phần gấu. Mã T54 ạ. Bụng từ 82 đến 94, dài 100 và ống 22, chất đẹp lắm các anh nha chú ơi, con này giá 300 nghìn nhá. Cực kỳ tiện dụng luôn. Đây, bụng ai cũng có thể mặc được từ 82 đến 94, tha hồ mặc luôn đấy các anh các chú. Đó, rất là dễ dàng tăng chỉnh nhá, mà đừng form nữa, chất nó suôn, mặc cực kỳ đẹp luôn. Đây đây, mã T54, bụng 82 đến 94, dài 100 và ống 22, con này giá 300 nghìn các anh các chú nhá, 300 nghìn. Ôi, con này chất đẹp lắm các anh các chú ạ. Nó này rất là kiểu có độ chảy này mà vẫn đứng form, chứ nó không phải cái chất nó bèo nhèo đâu ạ. Mã T954 ạ. Bụng 82 đến 94, dài 100 và ống 22, giá 35 bạn, giá 300.000. Em lên mã T55. Bụng 78 dài 97 và ống 22. Bụng 78 dài 97 và ống 22 các anh các chú nhá. Quần kẻ màu ghi đấy ạ. Kẻ nhỏ. Cái này thì nó cũng không có ly ở ở trên phần cạp này, phía đằng sau. Con này thì nó phù hợp với những chú mà kiểu dáng người nhỏ, nhỏ mà mặc kiểu dáng slim fit ấy ạ. Màu ghi này cực kỳ đẹp nhá các anh các chú. Mặc cảm giác là chân sẽ dài hơn đấy ạ. Mã T55. Chất dày vừa phải các anh các chú ạ. Đây, và phần lai quần của nó còn rất là dài như thế này. Mã T55. Bụng 78 dài 97 và ống 20. Em này có giá là 280.000 anh các chú nhá. Kẻ ghi T55. Bụng 78 dài 97 và ống 20, giá 280. Mã T56 á. Bụng 84 dài 92 và ống 22. Bụng 84 dài 92 và ống 22. Một em quần màu xanh than đấy ạ, màu xanh than có kẻ này các anh các chú ơi. Mã T56. Bụng 84 dài 92 và ống 22 ạ. Màu xanh than. Cái này thì nó có xếp hai ly này các anh các chú. Đó. Các anh các chú bảo mặc cái phần hông, phần mông nó to ấy, mặc cái này nó cực kỳ thoải mái luôn. Ống của nó cũng còn đây ạ. Phần lai của nó còn rất là dài đây. Cái này là đang dài, quần đang dài 92. Các anh các chú về hạ xuống được cả tầm 6-7 cm luôn ấy ạ. Mã T56. Bụng 84 dài 92 và ống 22, giá 250.000. Mã T57 ạ, T57. Bụng từ 74 đến 84, dài 95 và ống 22. Bụng từ 74 đến 84 ạ, dài 95 và ống 22. Cũng là nó có dây tăng chỉnh như thế này. Cũng như cái con quần vừa nãy thôi. Sử dụng rất là đơn giản. Đó, mình kéo vào này. Đây, hiệu của Evergano, một thương hiệu đến từ Ý này các anh các chú ơi. Con này xịn cực kỳ luôn. Đó, chất cực rất là đẹp, màu đen dễ mặc và cái dáng nó suôn thế này. Con này đẹp lắm, con này đẹp xuất sắc luôn, mà nó là một cái thương hiệu đến từ Ý nhá các anh các chú. Công nhận là xịn sò. Này, đường may của nó này. Cạp của nó cực kỳ đẹp nhá, độ mới rất là cao. Đây các anh các chú nhìn này ạ. Mã T75, T57 ạ. Bụng 84 đến 94, dài 95 và ống 22. Một em đến từ thương hiệu Ý ạ. Quần của Nhật nhưng mà là nó là thương hiệu của Ý đấy ạ. Con này có giá là 350.000 anh chú nhá. 350.000. Mã T57. Bụng từ 74 đến 84, dài 95 và ống 22. Giá 350 các anh chú ạ, màu đen. Màu đen trơn thôi nhưng mà nó chất vải nó rất là đẹp. Kiểu dáng dễ mặc nữa. Đó. Ai cũng mặc được.
Em lên mã T58, bụng 82 dài 97 và ống 23. Bụng 82 dài 97 và ống 23, một em màu xanh than. Chất của nó nhẹ nhàng. Đấy, nó có xếp 2 ly này. Đây, các anh các chú nhìn cái phần cạp của nó đây, bên trong nó lót màu trắng ấy, nhưng mà độ mới rất là cao nhá, màu trắng kem. Đứng form, quần đứng form nhưng mà chất nó cực kỳ nhẹ nhàng. À, mặc nó, mặc mùa hè thì những con này hợp lắm anh các chú ơi. Mã T58, bụng 82 dài 97 và ống 23. Con này thì vẫn còn có thể xuống like được, cái hạ like được. Giá là 280.000 anh các chú ạ. T58, bụng 82 dài 97 và ống 23, giá 280. Em lên mã T59 ạ. T59, bụng 82 dài 98 và ống 22. Bụng 82 dài 98 và ống 22 ạ. Đây, con này thì cái phần lai của nó còn rất là dài. Nó là kẻ nhá. Nó là kẻ màu, cái màu này nó kiểu là màu rêu, có ánh rêu ấy. Màu kem mà có ánh rêu, kẻ cực kỳ đẹp. Những cái kẻ này mặc thì siêu sang rồi. Mã T59, bụng 82 dài 98 và ống 22. Con này giá là 280.000 anh nhé chú ơi. 280.000. Đó. Mã T59, bụng 82 dài 98 và ống 22, giá 280 các anh chú nhé, 280k. Tiếp theo em lên mã T60 ạ. Bụng 84 dài 102 và ống 23. Bụng 84 dài 102 và ống 23. Con này thì cực kỳ đẹp luôn. Nó cái chất của nó ấy, nó gần như kiểu giống chất kaki các anh chú ạ. Màu kẻ trắng xanh. Đây. Nó may kiểu dáng thì là nó xếp 2 ly này. Ống à, túi là túi thẳng như thế này, không phải túi chéo. Đây ạ. Form rộng rãi. Mã T60, bụng 84 dài 102 và ống 23. Con này có giá là 250.000 anh nha chú ơi. 250 nhá. T60 này, bụng 84 dài 102 và ống 23. Giá 250 này, độ mới cực kỳ cao anh nha chú ạ. T61, bụng 78 dài 103 và ống 21. T61 ạ. Bụng 78 dài 103 và ống 21. Quần kẻ các anh chú ấy, quần kẻ đẹp, kẻ đậm à, màu nền là màu kiểu màu lông chuột ý, có kẻ ghi sáng này, có hai túi mổ phía đằng sau, kiểu dáng nó cũng đơn giản là như thế thôi. Chất của nó đây, cái bề mặt chất này này, nó như kiểu là chất dạ nhá anh chú, nhưng mà độ dày nó vừa phải, mặc mùa hè cũng không bị nóng đâu ạ. Cái lai của nó còn rất là dài luôn, nhưng mà cái này thì cũng là 103 rồi anh chú ạ. Mã T61, bụng 78 dài 103 và ống 21, giá 250.000. 250.000. T62, bụng 76 dài 96 và ống 23, một em màu xanh than. Bụng 76 dài 96 và ống 23, giá 250. Giá 250.000 anh em chú nhá. Màu xanh than, không có ly ở phía trước bụng này. Mã T62, bụng 76 dài 96 và ống 23. Màu xanh than cực kỳ dễ mặc rồi. Giá 250.000. Mã T63, bụng 80 dài 94 và ống 23. Màu xanh ghi các anh các chú ạ. Đấy, đây các em cứ zoom gần như thế này các anh các chú nhìn thấy cái độ mới của quần này. Đó, con này thì cực kỳ đẹp và dành cho các anh các chú mà mình thích cái những cái tông màu mà nó hơi đặc biệt một xíu, nó đẹp, rất là đẹp. Màu này thì phối với đủ các loại áo luôn. Đây, cái lai của nó còn khá là dài. Hiện tại giờ quần nó đang dài có 94 thôi các anh các chú, về hạ xuống đó, thêm 5-6 cm nữa cũng rất là ok. Mã T65, bụng 80 dài 94 và ống 23. Em này có giá 250.000 anh các chú nhá. Độ dày nó vừa phải, mặc vẫn đảm bảo nó rất đứng quần mà nó nhẹ nhàng thoải mái các anh các chú. Mã T63 này, bụng 80 dài 94 ống 23, giá 250. T64, bụng 82 dài 102 và ống 21. Bụng 82 dài 102 và ống 21 ạ. T64 con này thì chất cực kỳ dày dặn đây. Anh các chú có thể nhìn cái sớ vải của nó. Đó, nó rất là đanh và quần nó đứng form như thế này. Chất siêu đẹp luôn. Mã T
64, bụng 82, dài 103 và ống 21, ống nó vừa phải này, dành cho những chú mà thích kiểu là ống đứng ấy, ống gọi là ống gì nhỉ? Ống nó gọn gọn vào ấy là ống côn à, không phải phải côn đâu. Nói chung độ nó rất là vừa phải. Những con quần tây của Nhật này này mà lâu lâu mình mới gặp được một con khoảng tầm ống 20 21 đấy các anh nhé chú ạ. Này cái này đấy nhá. Nó không có xếp ly. Mã T64, bụng 82, dài 103 và ống 21, giá 280 nghìn ạ, chất cực kỳ dày dặn. Mã T65, bụng 74, dài 92 và ống 20. T65 ạ, bụng 74, dài 92 và ống 20. Một con quần màu kẻ đấy ạ. Nền là màu ghi xanh này, có kẻ sọc xanh. Hai túi mổ hai bên. Mã T65 ạ. Cái này phần lai của nó còn rất là dài đây các anh các chú, xuống được cả cả tầm 7-8 cm nữa cũng thoải mái. T65. Bụng 74, dài 92 và ống 20. Em này có giá là 250.000 anh các chú nhé. 250.000 không có xếp ly ở phía đằng trước. Mã T66 này. T66. Bụng 76, dài 102 và ống 22, một em màu xanh than. Em màu xanh than anh các chú nhé. Đây, phía trong của nó là cũng may thêm may vải màu trắng kem nên độ mối cực kỳ cao anh các chú ạ. Này. Mã T66 này, bụng 76, dài 102 và ống 22, giá 250.000. Rất là đứng form nhưng mà chất nó mềm. À không phải, em xin lỗi, chất nó mỏng, không phải là bị dày bí nhưng mà vẫn là đứng form. Mã T66, bụng 76, dài 102, ống 22 ạ. Giá 250k. T67, một em xanh than tiếp anh nha chú ơi, một em xanh than. T67. Bụng 82, dài 93 và ống 24. Bụng 82, dài 93 và ống 24. T67, một em cũng là màu xanh than này, lai rất là dài. Lai hạ xuống được cả 10 cm nữa luôn. Kiểu dáng này thì rất là trẻ trung. Nó không xếp ly ở đây nữa các anh nha chú, những anh những chú mà mình mặc những cái quần mà không có xếp ly mình hay sơ vin lên ấy, nó cũng cực kỳ đẹp luôn. Mã T67, bụng 82, dài 93 và ống 24, màu xanh than. Giá 250.000 anh các chú ạ, 250.000 nhá. T67, à T68 á. Bụng 76, dài 95 và ống 20. Cái này là một em quần kaki màu vàng cát anh nha chú ạ. Màu vàng cát đậm. Con này chất đẹp lắm. Chất nó kaki nhưng mà nó mềm ý. Nó mềm mà nó không phải là cái chất kaki dày đâu. Con này mặc cực kỳ thoải mái luôn các anh nha chú ạ. Nó như là một chiếc quần quần tây. Nó may kiểu dáng quần tây nhưng mà chất liệu nó chất liệu kaki rất là mềm và đẹp. Mã T68 này, bụng 76 dài 95 và ống 20. Bụng 76 dài 95 và ống 20. Con này có giá là 280.000 anh chú nhá. 280.000. Bụng 76 dài 95 và ống 20 ạ. Tác của nó đây. Một em hàng của Nhật. Đây ạ. Bụng 76 dài 95 và ống 20, mã T68 giá 280.000. T69, bụng 90 dài 94 và ống 23. Bụng 90 dài 94 và ống 23, một em là nó cũng cái bề mặt của nó như kiểu là chất dạ ấy, nhưng mà độ dày vừa phải cho nên mặc không bị nóng nhá. Cái này nó không có ly này. Đó, nền thì là màu ghi đậm có kẻ. Mã T69, bụng 90 dài 94 và ống 23. Lai của nó còn rất là dài, hạ được cả xuống cả 10 cm nữa các anh nha chú ạ. T69, bụng 90 dài 94 và ống 23. Giá 250.000 các anh nha chú ạ. 250.000 con này. Mã T70, bụng 78 dài 103 và ống 23. Bụng 78 dài 103, dài 101 và ống 23, một em màu nâu. Một em nền màu nâu nó có kẻ sọc ở màu đen nhỏ thôi. Con này thì chất rất là dày dặn, chất dày dặn các nhà chú nhá. Và lai cũng còn cực kỳ dài luôn.
Mã T70, vai 7, bụng 78 á, dài 101 và ống 23, giá 220.000 anh chú ạ. T70, một em màu nâu này, có xếp 2 ly. T71, bụng 78 dài 97 và ống 24. T71 ạ, bụng 78 dài 97 và ống 24 các anh chú ạ. Cái này thì phần lai của nó đây, xuống được tầm cỡ khoảng tầm 6-7 cm nữa các anh chú nhá. T71 chất này, chất cực kỳ dày dặn màu ghi. Các anh chú có thể nhìn thấy cái sớ vải của nó ấy. Con này giá 300, chất đẹp lắm các anh chú ạ. Mã T71 này, bụng 78 dài 97 và ống 24. Giá 300.000, chất cực kỳ dày dặn luôn. Nó giống như kiểu là ở trong bộ vest đấy các anh chú. Cái con này chất nó đẹp. Mã T72, bụng 90 dài 100 và ống 23. Bụng 90 dài 100 và ống 23, mã T72 ạ. Cái này thì nó không có cái phần cặp cặp kia nhá. Nó là cặp liền hết lên ạ. Nó có một cái logo màu đen, chất rất là dày dặn luôn các anh các chú ạ, chất cực kỳ dày. Phần đáy quần của nó dài lắm. Đây các anh các chú. Mã T72, bụng 90 dài 100 và ống 23. Bụng 90 dài 100 và ống 23, chất cực kỳ dày dặn nhá. Con này nó dày lắm, mặc nó đứng quần đứng form. T72, bụng 90 dài 100 và ống 23, giá 280.000. Mã T73, bụng 82 dài 90 và ống 24. Bụng 82 dài 90 và ống 24 các anh chú ạ, một em màu đen. Cái này thì là nó đang hiện tại nó đang dài 90 thôi. Tuy nhiên các anh chú nhìn thấy cái phần lai của nó đây, xuống được cả 10 cm nữa các anh chú ạ. Xuống được khoảng 8 cm ạ. Mã T73, bụng 82 dài 94 và ống 24. Em xin lỗi, bụng 82 dài 90 và ống 24 ạ, nó có xếp ly này. Chất của nó cực kỳ đẹp luôn. Nó thực sự là hôm nay lên video này ấy, những cái con này chất nó đẹp lắm các anh các chú ạ. Mình mua mình không phải lăn tăn gì về chất đâu. Chất nó là màu xanh, nó là màu đen ấy, nó màu đen. Nhưng mà nó lại rất, nói chung là nó cực kỳ là mặc nó đứng form nhá. Đây, phần cúc tiết của nó xịn cực kỳ luôn. Mã T73, bụng 82 dài 90 và ống 24, giá 250 ạ, 250k. Mã T74, bụng 82 dài 99 và ống 20. Đây, con này là phù hợp với anh các chú mà thích ống nhỏ đấy. Con này thì đẹp xuất sắc các anh các chú ạ. Trẻ trung, kẻ nhá, quần kẻ này. Và nó không xếp ly. Ống thì lại nhỏ nữa. Con này là chất, nó lại độ dày nó vừa phải thôi. Con này độ dày vừa phải, mặc mùa hè thì xuất sắc. Mà mặc dù là chất nó mỏng nhưng mà nó lại cực kỳ đứng phong, anh em chú có thể quan sát cái quần đấy ạ. Cái này thì phía đằng sau mông, đây phía đằng sau mông của nó đây ạ, đây anh em chú nhá. Nó có cái phần, nó có cái nắp này, nắp túi, cả hai bên nó đều có nắp túi nhưng mà mình không thích nắp thì mình cho nó vào thôi. Con này đẹp lắm. Mã T74, bụng 82 dài 99 và ống 20. Bụng 82 dài 99 và ống 20. Con này giá là 280.000 anh chú ạ. 280.000. T74. Bụng 82 dài 94 và ống 20. Giá 280.000. Mã T75. Bụng 98 dài 98 và ống 25. Bụng 98 dài 98 và ống 25. Con này thì bụng siêu to khổng lồ luôn. Phù hợp với nhanh những chú mà bụng bự đây ạ. Màu của nó là màu ghi sáng này. Màu ghi sáng. Cực kỳ đẹp. Con này nó cũng không có xếp ly bụng. Và đây, ống của nó vẫn còn hạ lai thoải mái luôn. Mã T95, à, em xin lỗi, T75. Bụng 98 dài 98 và ống 25. Con này giá là 250.000 anh nha chú ạ, 250.000 nhá. Độ mới cực kỳ cao các anh nha chú ạ. Riêng những cái dòng mà quần tây này á, nó là hàng về công sở. Khi mà kể cả em khui kiện ra nó đã rất là sạch sẽ rồi. Nó không hề giống các kiện khác đâu. Sau đấy nhà em phải mang đi giặt là cực kỳ cẩn thận, anh em chú về là mặc luôn. Mã T75, bụng 98 dài 98 và ống 25, giá 250k. T76, bụng 86 dài 90 và ống 23. Bụng 96 dài 90 và ống 23. Cái này cái phần ống của nó đây, phần lai của nó là gấu gập nhá anh em chú. Cái phần cạp là cạp liền này, có xếp ly. Ở bên Nhật thì nó rất là hay may kiểu quần như thế này.
đúng cái phần đáy nó dài các anh nhá chú. Mã T 76, bụng 86, dài 90 và ống 23. Em này có giá là 200 nghìn anh nhá chú ơi, 200 nghìn. Mã T 77, bụng 84, dài 102 và ống 24 này. Con này thì là màu, cũng là màu ghi sáng. Đó. Mã T 77, bụng 84, dài 102 và ống 24. Màu ghi sáng, con này có giá là 220.000 anh các chú ạ, 220.000. Chất của nó mỏng nhẹ và không có ly. Con này những anh những chú và mình thích mặc kiểu quần sáng màu ấy, rất là dễ mặc. Mã T 77, bụng 84, dài 102 và ống 24, giá 220.000. T 78 ạ, bụng 84, dài 92 và ống 24. Bụng 84, dài 92 và ống 24. Một em quần kẻ anh nha chú ạ, màu ghi đậm có phần kẻ đây. Đó, có xếp hai ly. T 78, bụng 84, dài 92 và ống 24. Em này có giá là 250.000 anh nha chú ạ, 250.000 nhá. Có thể hạ like được khoảng tầm 5-6 cm nữa. Mã T 78, bụng 84, dài 92 và ống 24. Giá 250. Cái này phía phần túi này thì nó không có nắp này, bên này thì nó có nắp và có cài cúc. T 78 á, bụng 84, dài 92 và ống 24, giá 250k. T 79 á, ôi con này màu lạ này các anh các chú. Màu lạ cực kỳ luôn, nó là màu ghi màu màu xanh rêu ấy, đẹp lắm. Mã T 79 này. Bụng 92, dài 104 và ống 24. Bụng 92, dài 104 và ống 24 các anh các chú ạ. Cái này hiệu đây, hiệu Troy Bro. Đây. Áo polo cũng có rất là nhiều cái này đúng không ạ? Con này xịn lắm. Này, cái phần lớp mà, lót của nó bên trong đây. Xịn sò cực các anh các chú ạ. Màu cũng lạ nữa. Form rộng rãi. Form dành cho các anh các chú mặc mặc bụng tương đương với tầm size 35-36 ấy. Mã T 79 ạ. Bụng 92, dài 104 và ống 24. Em này có giá là 250.000 anh các chú nhá. 250.000. Chất đẹp, cực kỳ đẹp luôn ấy. Mã T 80, bụng 76, dài 94 và ống 22. Bụng 76, dài 94 và ống 22 ạ. Con này đây, cái phần gấu của nó cũng còn hạ được like rất là nhiều nhá. Cái này nó, màu của nó cũng rất lạ luôn. Nó không phải là màu trơn đi đâu. Nền của nó là màu xanh này. Xong nó có chấm chấm màu nâu ấy. Đẹp lắm các anh chú, chất dày dặn. Con này thì rất là dày dặn và nó lạ mắt. Mã T 80, bụng 76, dài 94 và ống 22. Em này có giá là 250.000 anh các chú nhé. 250.000. Chất rất là dày. Phần cạp của nó may này. Mã T 80, bụng 76, dài 94 và ống 22, giá 250k. Mã T 81, bụng 76, dài 87 và ống 22. Bụng 76 dài 87 và ống 22 ạ. Một em màu nâu này ạ. Màu nâu cả sớ vải rất là đẹp. Ống của nó này, mình có thể hạ like được cả 5 cm nữa các anh các chú ạ. Đó, cái này thì form nó vừa phải ấy, cũng không có xếp ly. Con này thì chắc chắn là các anh các chú mà mua về thì phải hạ xuống like rồi. Mã T 81, bụng 76 dài 87 và ống 22. Em này có giá là 250.000 anh các chú nhá. 250.000. T 81, bụng 76, dài 87 và ống 22, giá 250k. Mã T 82 này, bụng 90, dài 101 và ống 25. Bụng 90, dài 101 và ống 25. Con này thì cũng rất đẹp, màu đen các anh chú ạ. Màu đen, nó không có xếp ly, bụng bự nhưng mà lại không có xếp ly nhá. Con này là mã T 82 này, chất dày dặn. Chất rất là dày luôn các anh chú ơi. Đó. Cái này thì nó có cái phần chống chống tụt ý. Có rất là nhiều con, có chắc là cũng có chống chống tụt đấy nhưng mà em quên em không đưa ra để các anh các chú xem. Để cái này mà mình có sơ vin vào ấy, áo nó không bị trôi ra các anh các chú ạ. Mã T 82, bụng 90, dài 101 và ống 25. Con này có giá là 250.000 các anh các chú nhá. T 82 này, bụng 90, dài 101 và ống 25, giá 250k. Mã T 83, bụng 78, dài 101 và ống 22.
bụng 78 dài 101 và ống 22 một em màu ghi sáng. Con này thì chất lại cũng rất là lạ luôn. Đây, thì nó có độ độ mặt nó nhám ấy, nó nhám trên này nó giống như kiểu là hình dung nó như là một cái chất gấm. Chất gấm mà của các chị em ấy hay mặc cái đồ đấy, nhưng mà cái này thì không phải đấy, mình cảm giác là như thế thôi. Đây, con này rất là lạ. Đó, cái này nó không xếp ly các anh các chú nhá, mặc con này thì mà đóng thùng lên thì bao đẹp luôn ấy. Mã T83, bụng 78 dài 101 và ống 22, con này giá 280.000 các anh các chú nhá. 280.000, độ muối cực kỳ cao. Mới lắm các anh các chú ạ. T83, bụng 78 dài 101 và ống 22 giá 280k. Mã T84, bụng 88 dài 90 và ống 24. Bụng 88 dài 90 và ống 24 ạ. Con này cơ rất là dày dặn này, có xếp ly phía đằng trước. Chất nó dày lắm các anh các chú ạ. Con này giá 200. Giá 200. Ống này nó vẫn còn xuống được like các anh các chú. Mã T84, bụng 88 dài 90 và ống 24 ạ. Giá 200k. 200k các anh các chú nhá. Ôi con này bị lỗi rồi. Con này bị lỗi. Thôi bỏ qua đi các anh các chú. Mã T85, bụng 80 dài 94 và ống 23. Bụng 80 dài 94 và ống 23, màu xanh than anh nha chú ơi. Màu xanh than, kiểu dáng cực kỳ trẻ trung. Cái này cũng có hạ được tầm cỡ khoảng tầm 5 cm line nữa anh nha chú nhá. Mã T85 này, bụng 80 dài 94 và ống 23, giá 220k anh nha chú nhá, 220k. T86 á, bụng 80 dài 104 và ống 22. Bụng 80 dài 104 và ống 22 các anh các chú ạ. Mã T86 màu xanh than. Màu xanh than và cũng không có xếp ly ở bụng. Mã T108 ạ. À, em xin lỗi. T86. Hôm nay em bị hơi nhịu, các anh các chú thông cảm giúp em. Mã T86, bụng 80 dài 104 và ống 22. Giá 220.000, độ dày nó vừa phải thôi. Chất dày vừa phải, màu xanh than, form dáng trẻ trung. Mã T87 ạ. Bụng 82 dài 106 và ống 22. Bụng 82 dài 106 và ống 22 cũng là một em màu xanh than tiếp theo các anh các chú ạ, màu xanh than nhá. Có xếp 2 ly này. Chất thì nó độ dày nó vừa phải thôi. Cái này thì mặc mùa hè rất là hợp các anh các chú ạ. Mã T82 này, màu xanh than. Bụng 82. Em xin lỗi, T87 ạ. À. T87 bụng 82 dài 106 và ống 22. T87 ạ, à, bụng 82 dài 106 và ống 22, giá 200.000, 200.000 anh các chú nhá. Đó, chất nó độ dày nó vừa phải. Mã T88 á, à, bụng 80 dài 95 và ống 23, màu đen. Màu đen chất cực kỳ dày dặn các anh các chú ạ. Đó, cái này nó không có xếp ly đâu. Mã T88 này, bụng 80 dài 95 và ống 23. Con này thì cái phần lai quần của nó còn còn dài, xuống thoải mái, giá 200k. Mã T89 ạ, bụng từ 90 đến 104, dài 102 và ống 24. Cái này thì nó cũng có thể tăng chỉnh này. Mã T89 này, bụng 90 dài 104 và ống 10, ống bụng 90 đến 104, dài 102 và ống 24. Em này có giá là 250k các anh chú nhá. Quần có xếp ly, nền nó là một màu đen và có kẻ xanh, chất dày vừa phải, mặc cực kỳ đứng form. Mã T89, bụng từ 90 đến 104, dài 102 và ống 24, giá 250k. Mã T90, bụng 110, dài 110 và ống 23. Ôi con này siêu to, khổng lồ dành cho những anh những chú có bụng lên đến tận 110 luôn các anh các chú ạ. Mã T90 này, bụng 110, dài 110 và ống 23. Con này chất đẹp lắm anh các chú ơi, chất cực kỳ đẹp, màu xanh than và chất nó siêu đẹp luôn. Đó, màu nó đây. Chất dày đẹp. Những anh những chú bụng bự ấy thì mình cũng không nên mặc cái kiểu chất mỏng quá. Mặc nó có độ dày một chút thì là nó kiểu nó trông nó gọn gàng hơn anh các chú nhá. Màu xanh than, mã T90, bụng 110, dài 110 và ống 23. Em này có giá là 280.000. Mã T90, mã T91 ạ. T91 này, bụng 92, dài 96 và ống 23.
Bụng 92, dài 96 và ống 23, một em màu nâu và nó không có xếp ly các anh các chú nhá. T91, bụng 92, dài 96 và ống 23 các anh các chú ạ. Con này độ mới cũng rất là cao. Các anh các chú nhìn có thể phần nhìn ở phía lót bên trong của nó này. T91, bụng 92, dài 96 và ống 23, giá 250k. T92 ạ. Bụng 86, dài 96 và ống 22. Bụng 86 dài 96 ống 22. Con này thì nó là màu nâu kẻ kẻ nhỏ đấy các anh các chú ạ. Cái này có xếp 2 ly này. Chất cực kỳ đẹp, độ dày vừa phải mà nó đứng form lắm các anh các chú. Ống 22 thôi. Mã T92, bụng 86 dài 96 và ống 22. Cái này vẫn hạ like xuống được các anh các chú nhá. Con này có giá là 280.000 các anh các chú ạ, 280.000. Mã T93, bụng 76 dài 94 và ống 20. Bụng 76 dài 94 và ống 20 các anh các chú ạ. Cái này thì nó là đẹp, nó là tông màu nâu ấy, tông màu nâu xong có những cái sợi màu xanh màu đỏ kẻ nhỏ này này. Đó, chất nó cực kỳ lạ luôn. Chất dày dặn và cái này nó gập gấu các anh các chú ạ. Gập gấu nhá. Form dáng trẻ trung lắm. Con này thì phù hợp với những anh các chú mà cao cỡ khoảng tầm 1 m 62 63 thôi. Mã T93, bụng 96 dài 94 và ống 20, giá 250.000 ạ. Mã T94. T94 một em quần màu đen này. Cái này cũng có dây tang chỉnh hai bên anh em chú ơi. Đây. Giống mấy cái quần kia này, cực kỳ dễ sử dụng luôn này. Đây ạ. Chất màu đen à, kiểu màu nó là màu đen. Chất đẹp. Kiểu dáng thì cũng rất là dễ mặc thôi. Mã T94, bụng từ 86 đến 96 á, dài 98 và ống 22. Mã T94, bụng 96, 86 đến 96, dài 98 và ống 22. Con này màu đen anh em chú nhá. Giá 280.000 anh em chú ạ. Mã T94, độ dày nó vừa phải mà nó có độ chảy này. Đấy, quần nó đẹp lắm, mặc những con này em mặc mùa hè hay là mặc những mùa đông hay là kể cả mùa đông đi cũng rất là ok. Nó độ dày nó vừa phải anh em chú ạ. Mã T94, bụng 86 đến 96, dài 98 và ống 22, giá 280k ạ. Mã T95, mã cuối cùng trong ngày hôm nay. Bụng 90 dài 100 và ống 20. Bụng 90 dài 100 và ống 20 các anh em chú ạ. Màu ghi màu màu lông chuột ấy, màu lông chuột các anh em chú ạ. Không có xếp ly nhá. Mã T95. Bụng 90 dài 100 và ống 20. Giá 250k ạ. Chất của nó này, nó hơi hơi có cái mặt nó hơi xù lên, không phải xù em xin lỗi, mà nó kiểu chất cảm giác nó như ở mặt bề mặt da ấy, nhưng mà độ dày nó vừa phải thôi. Những cái quần Âu ấy thì nó đủ mọi chất liệu luôn anh em chú ạ. Tùy theo sở thích của mình ấy, thích cái màu sắc như thế nào nữa để mình lựa chọn thôi. Còn cơ bản là những quần Âu thì nó không bị quá dày nóng đâu. Nó không giống những kiểu kiểu là quần kaki thì có những con chất nó rất là dày. Còn những độ dày thì nó vừa phải, là nó từ mỏng nhẹ cho đến độ dày vừa phải. Có những con thì chất dày hơn thì em sẽ nói luôn là mặc mùa đông nó hợp. Mã T95, bụng 90 dài 100 và ống 20, giá 250.000. Như vậy là hôm nay thì em Thanh đã lên tất cả hơn 40 mã quần Âu. Các anh các chú mà cần đặt hàng thì vui lòng liên hệ qua số hotline hoặc Zalo của em Thanh nhé, 0832 625789 để em gửi hàng. Và tất cả các đơn hàng ngày hôm nay các anh các chú mua một sản phẩm cũng được miễn phí ship giao hàng toàn quốc ạ. Em xin cảm ơn tất cả quý khách hàng đã theo dõi video của em Thanh và hẹn gặp lại các quý khách hàng tại những video tiếp theo của em. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào.